Chiều ngày 31 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận, trên địa bàn ghi nhận nhiều trường hợp nhân viên làm việc tại ngân hàng nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc khí CO. Bác sĩ Võ Văn Út, khoa cấp cứu, Bệnh viện Quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn Đồng Nai Hoàn Mỹ ITO cho biết, chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 8 người làm việc tại ngân hàng nghi ngộ độc khí CO từ máy phát điện. Tất cả các bệnh nhân khi nhập viện đều có chung triệu chứng đau đầu, chóng mặt, bứt rứt, hồi hộp, khó thở, tim đập nhanh, da ửng đỏ. Một số trường hợp bị giảm tri giác. Khai thác thông tin của bệnh nhân, các bác sĩ nghi ngờ họ bị ngộ độc khí CO do tiếp xúc với khí này trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ trong không gian kín. Theo thông tin từ bệnh nhân cho biết, do trong buổi sáng, khu vực ngân hàng này bị mất điện từ 7 giờ sáng, khiến ngân hàng phải sử dụng máy phát điện đặt ở tầng hầm. Đến trưa, các nhân viên bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc khí CO và phải vào viện cấp cứu. Cũng theo bác sĩ Út, trong 8 bệnh nhân nhập viện, có 2 bệnh nhân trong tình trạng đáng lo ngại. Cụ thể, bệnh nhân NVM ngoài các triệu chứng như những người khác thì còn bị suy thận cấp, mất tri giác. Tình trạng này là biến chứng cấp tính, khá nặng khi bị ngộ độc khí CO. Còn về lâu dài, bệnh nhân có thể bị di chứng thần kinh, suy giảm trí nhớ, co giật. Bệnh nhân BTAN thì đang mang bầu tuần thứ 29, cũng đang được theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe của cả mẹ và em bé. Trước khi nhập viện, chị N thấy buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt, đã tự đi về nhà và chị nhập viện khi các đồng nghiệp khác báo tin bị ngộ độc khí CO. Sau khi truyền dịch, hồi sức và dùng O2 liều cao, hiện tại chị N đã ổn định sức khỏe. Qua siêu âm, em bé trong bụng mẹ hiện bình thường. Các bệnh nhân khác cũng đã tỉnh táo hơn, đỡ đau đầu, chóng mặt và sinh hiệu ổn. Các bác sĩ vẫn quyết định cho cả 8 bệnh nhân nhập viện theo dõi chữa trị vì chưa thể xác định hết tổn thương mà bệnh nhân có thể gặp phải. Theo các bác sĩ, ngộ độc khí CO không dễ phát hiện, không có thuốc chữa trị đặc hiệu mà chỉ điều trị hỗ trợ bằng O2. Vào tháng 3 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã có 2 bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng bất tỉnh, suy bậm bếp khi ngủ gần máy phát điện. Theo các bác sĩ, ngộ độc khí CO để lại những hậu quả biến chứng khá nặng nề như ảnh hưởng đến thần kinh, tổn thương não, suy đa cơ quan, thận, tim, thậm chí là tử vong. Cách phòng chống tốt nhất là ở nơi thông thoáng, phòng kín phải bật máy lạnh, không nằm than, không nằm trong ô tô bật điều hòa, không ở gần máy phát điện hoặc không để xe máy chạy radar qua đêm. Khi hít phải khí CO với số lượng lớn, chúng sẽ lấy hết oxy trong cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy. Đây là một loại khí không màu, không mùi, được ví như sát thủ thầm lặng gây ra những cái chết êm ái. Do vậy, khi nạn nhân hít vào hoàn toàn rất khó có thể nhận biết được, cho đến khi ý thức và hệ thần kinh gần như tê liệt, chân tay không thể cử động mới có thể phát hiện. Điển hình như trường hợp ngạt khí CO gần đây khi ngủ trong ô tô, bệnh nhân sẽ không vùng vẫy. Khi mà ý thức được thì tay chân đã không thể cử động, ngất lịm đi và tử vong. Khí CO thường phát sinh trong quá trình đốt cháy không hết thường gặp như sử dụng máy phát điện trong phòng kín, sưởi ấm bằng than củi nhưng đóng kín cửa, nằm ở trong ô tô. Khí CO là một chất khí không màu, không mùi, có thể giết người mà không cần cảnh báo trước. Khi hít phải một lượng loại khí vô hình như CO, nạn nhân hoàn toàn không cảm giác gì. Chỉ đến khi nồng độ CO tăng lên trong máu, lúc đó mới xuất hiện triệu chứng. Nhức đầu và buồn nôn có thể xuất hiện khi nồng độ khí CO từ 10% đến 20% trong máu. Khí CO khi bị hít phải sẽ đi vào phổi, khuếch tán qua phế nang, qua màng mao phổi và vào máu, liên kết với huyết sắc tố. Có áp lực lớn gấp 240 lần so với áp lực của oxy. Liên kết này bền vững hơn oxy rất nhiều, dẫn tới chất huyết sắc tố không thể gắn với oxy được nữa. Hậu quả là tất cả các mô tế bào cơ thể không được cung cấp oxy. Trong khi đó, các bộ phận trong cơ thể của chúng ta đều rất cần khí oxy. Đối với não, nếu không được nạp oxy từ 4 đến 5 phút, có thể bắt đầu dẫn tới tổn thương. Sau 9 đến 10 phút, bị tổn thương hoàn toàn và không thể hồi phục được. Người bệnh sẽ nhanh chóng tổn thương cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Chia sẻ về dấu hiệu ở mức độ nguy hiểm khi bị ngộ độc khí CO, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao Áp Việt Nga cho biết.
Ngộ độc khí CO là một cái loại ngộ độc mà gây ra tử vong rất là phổ biến ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Khí CO nó được sinh ra khi mà đốt cháy không hoàn toàn các hợp chất hữu cơ ở trong môi trường mà thiếu oxy. Tuy nhiên nó nguy hiểm ở chỗ là nó không gây kích thích, không màu, không mùi, không vị gì cả. Cho nên nếu nạn nhân mà lại đang không tỉnh táo, ví dụ ngủ say hoặc là bị say rượu hoặc đang bất tỉnh nhân sự thì có thể bệnh nhân đã tử vong trước khi kịp biết chuyện gì xảy ra. Thế trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thường gặp các trường hợp ngộ độc khí CO cấp tính ở trong hai tình huống. Tình huống thứ nhất là khi trời lạnh chúng ta sưởi ấm ở trong phòng kín bằng bếp ga, bếp than tổ ong hoặc là bằng đốt củi thì nó làm tăng CO và bệnh nhân có thể tử vong. Hoặc là khi mà chúng ta dùng máy phát điện này, hoặc là bật động cơ ô tô ở trong một cái môi trường kín thì cũng sẽ sinh ra rất nhiều khí CO và khiến bệnh nhân từ từ rơi vào tình trạng ngộ độc khí CO. Cái cơ chế ngộ độc ở đây là như thế nào? Cơ chế ngộ độc ở đây là khi mà khí CO nó xâm nhập vào đường thở thì nó ngay lập tức nó tạo thành gắn chặt với hemoglobin ở trong họng cầu, tạo thành một cái hợp chất rất là vững chắc tên gọi là carboxyhemoglobin, mà trong chuyên môn thì chúng tôi gọi cái tình trạng đấy là methemoglobin, có nghĩa là hemoglobin bình thường nó vận chuyển oxy ở trong cơ thể, nó chiếm cái khoảng 95-96% cái nhiệm vụ vận chuyển oxy ở trong cơ thể. Tuy nhiên bây giờ nó bị tạo thành một hợp chất vững chắc với CO rồi thì nó không vận chuyển được oxy nữa, khiến cho cơ thể nó rơi vào tình trạng bị thiếu oxy. Trong khi đấy bệnh nhân là nạn nhân là da rẻ vẫn hồng hào. Cái thứ hai là cái cơ chế thứ hai, đó là cái khí CO này khi mà nó vào cơ thể thì nó gây độc thần kinh, đặc biệt là ở trên tế bào thần kinh trung ương ở trên não, gây ra các triệu chứng về nhiễm độc thần kinh và đồng thời nó gây ra phù não. Và cơ chế thứ ba là khí CO cũng như cái hợp chất carboxyhemoglobin này nó ức chế cái sự hô hấp của tế bào, là cái hoạt động sống rất là quan trọng, khiến cho ở trong thi thể, khiến cho cơ thể là nó không sinh ra được năng lượng nữa. Tất cả các nguyên nhân đấy nó gây ra cái tình các cái triệu chứng của bệnh nhân bị ngộ độc khí CO cấp. Thế mức độ các cái triệu chứng thì nó phụ thuộc vào cái mức độ của nhiễm độc khí CO ở mức độ nào. Thì người ta thấy rằng khi mà cái lượng hemoglobin mà nó bị nhiễm độc CO ấy, nó dưới 25% thì thường các triệu chứng nó thường nhẹ, giống như là khi chúng ta bị nhiễm độc thần kinh mức độ nhẹ, hoặc là chúng ta bị mất máu hoặc là thiếu máu, có nghĩa là bệnh nhân sẽ lơ mơ, có nghĩa là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rồi không tỉnh táo vì thiếu tập trung, rồi có thể là mạch nhanh một chút, huyết áp giảm một chút. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà bị bệnh tim mạch hoặc bị bệnh mạch vành, tóm lại là có vấn đề về tim mạch từ trước, thì chỉ cần một lượng CO rất nhỏ thì cũng đã khiến cho các cái triệu chứng tim mạch của họ vốn là đang ổn định thì nó sẽ nặng lên rất là nhiều. Khi mà cái lượng hemoglobin mà bị CO nó xâm nhập, nó tạo thành cái hợp chất carboxyhemoglobin ấy, mà nó lớn hơn 25%, thì lúc này là các triệu chứng nó sẽ nặng lên. Ví dụ là đau ngực dữ dội, rồi lơ mơ, rồi mạch rất là nhanh, thở nhanh nông và huyết áp bị tụt, thì lúc này nó đã rất nguy hiểm rồi. Và khi mà cái lượng hemoglobin nó bị nhiễm độc, nó tăng lên trên 50%, thì bệnh nhân rất là nguy hiểm, có thể tụt huyết áp, bị toan chuyển hóa, có thể bị suy hô hấp, rồi có thể suy thận, suy đa tạng, rồi là bị hôn mê và có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu mà chúng ta không kịp thời cấp cứu. Thế ngoài ra thì trong quá trình nhiễm độc CO thì bệnh nhân có thể có các triệu chứng khác, ví dụ như là đau bụng, có thể là mất ý thức, rồi có thể là bị vật vã kích thích, rồi là tay chân bị yếu, có thể là bị yếu cả tay cả chân, đặc biệt là dưới chi dưới, hoặc rối loạn cơ vòng, vân vân. Thế ngoài ra, ngoài các triệu chứng đấy ra thì nó có các triệu chứng về thần kinh và tâm thần, nhưng mà nó lại thường xuất hiện muộn, có thể trong một vài giờ đầu, một vài ngày đầu nó chưa có, nhưng sau đấy do CO nó không thải trừ ra, nó tích lũy dần dần thì nó khiến cho bệnh nhân là lơ mơ này, ly bì này, vật vã, có thể co giật, kích thích, mê sảng và thậm chí là hôn mê và mất ý thức. Vì những trường hợp này thì nó có thể là rất nguy hiểm, và nguy hiểm ở chỗ là nó có thể xuất hiện vài ngày sau, thậm chí vài tuần sau nó mới xuất hiện. Thế cách điều trị đối với bệnh nhân bị nhiễm độc, bị ngộ độc khí CO là như thế này. Trước hết là chúng ta phải ngắt cái sự tiếp xúc của bệnh nhân đối với nguồn CO bằng cách đưa bệnh nhân ra cái nơi thoáng khí. Cái thứ hai là chúng ta nên cho bệnh nhân thở oxy 100% ngay lập tức. Thì người ta thấy rằng nếu mà thở không khí thường ấy, thì cái lượng CO mà nó bị nhiễm độc ấy, nó sẽ thải trừ đi 50%, gọi là thời gian bán hủy ấy. Sau khoảng 4-5 tiếng thì nó mới thải trừ được 50%. Thế còn nếu mà thở oxy 100% ấy, cái thời gian mà bán hủy của cái khí CO nó chỉ rút xuống còn độ khoảng
khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến khoảng 2 tiếng thôi. Và đặc biệt là nếu chúng ta lại có thể đưa cho bệnh nhân thở vào trong cái môi trường oxy cao áp, thì chỉ sau khoảng 20 đến 30 phút ở áp suất khoảng 2,5 đến 3 atmosphere thì cái lượng CO mà nó nhiễm độc nó sẽ được thải trừ ra được một nửa rồi, thì cái tốc độ thải trừ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đặc biệt người ta thấy rằng khi mà bệnh nhân bị nhiễm độc ở cái nồng độ CO mà nó nhiễm độc đối với hemoglobin nó trên 25% thì là nên thở oxy cao áp. Khi thở oxy cao áp thì nó có cái cơ chế như này. Thứ nhất là nó giúp cho cái thời gian thải trừ của khí CO nó nhanh lên. Đấy, chỉ mất khoảng từ 20 30 phút là 50% cái lượng CO nhiễm độc nó được thải trừ ra ngoài rồi. Cái thứ hai là khi mà chúng ta bị nhiễm độc CO thì chúng ta sẽ bị phù não này, chúng ta bị thiếu máu toàn bộ cơ thể, vì lúc này hemoglobin không vận chuyển được oxy nữa, thì cái khí oxy cao áp khi chúng ta thở trong môi trường oxy cao áp nó giải quyết được vấn đề thiếu oxy và chống phù não cho cơ thể. Và khi thở trong môi trường oxy cao áp thì cái lượng oxy mà oxy cao áp ấy, chúng ta thở ấy, nó cái lượng oxy hòa tan trong huyết tương và trong các mô cơ thể nó tăng lên rất nhiều, thì nó giải quyết được tình trạng thiếu oxy của cơ thể. Tóm lại khi mà thở oxy cao áp nó giải quyết được cả về triệu chứng và điều trị được cả nguyên nhân trong trường hợp ngộ độc khí CO.